Comment cho em biết đi. Âm thanh có tốt không ạ? Hôm nay em đang test thử nên là chỉ live stream tạm một vài những người nghe nhé. Hẹn mọi người một buổi khác. Ngon rồi anh Hưng ơi. Ok mọi người buồn một tí đi em.
Bài gì ta? Ok. Chiều bạn thanh bình sau tất cả nhá thanh bình ơi. Thanh bình đâu? Ok. Sau tất cả nhá. Hôm nay em đang test thử âm thanh cho mọi người để chơi chơi một bài hai bài cho vui thôi. Hôm sau sẽ làm cái clip đàng hoàng để cho mọi người nghe. Ok, sau tất cả đợi một chút. Cái bài là anh thu đấy Cảnh ơi. Cái bài là chắc cái beat của anh sẽ thu sắp sẵn vào rồi. Để anh mang đi làm thì nó sẽ bè sẵn cho anh rồi. Chút để lấy nhạc xuống nhá. Mọi người chờ em 1 phút. Em đang thử âm thanh, em thử nốt. Đây rồi, có nhạc rồi. Hơi chậm trễ một chút. Rồi bắt đầu. Ok, em đang test thử đây. C. Ok. Rồi nhập vào nào. Sau tất cả, đã còn sau tất cả. Ok. Bắt đầu thử tiếp bài sau tất cả nhé, mọi người có nghe được không ạ? Alo Lâm Thồn, nghe em nói không? Sau tất cả nhanh Lâm ơi. Thank you.
Ok, cái mic nó bị đổ rồi mọi người ơi. Không thể live stream được nữa. Hẹn mọi người một buổi sau. Ok, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Em dừng live stream ở đây. Chào mọi người nhé, bye bye.